đã hết lối đi, bơ vơ lạc đường, không biết lối ra, bao vây toàn tường. Mệt và lo âu đè nặng lên hai gánh vai. Đường dài về đâu, người gần bên ta có ai? Còn ai? Mình còn đây, còn đây, còn đây, còn đây với bạn. Mình còn đây, còn đây, còn đây, còn đây với bạn. Dù có nắng mưa, dù thiếu ai thừa, mình còn đây, còn đây, còn đây, còn đây với bạn. Còn đây. Dễ đến dễ đi, dễ khóc dễ cười, đến lúc khó khăn mới biết lòng người. Mệt và lo âu đè nặng lên hai gánh vai. Đường dài về đâu, người gần bên ta có ai? Còn ai? Mình còn đây, còn đây, còn đây, còn đây với bạn. Mình còn đây, còn đây, còn đây, còn đây với bạn. Hey! Dù có nắng mưa, dù thiếu ai thừa, mình còn đây, còn đây, còn đây, còn đây với bạn. Còn đây. Thưa quý vị, một màn trình diễn cực kỳ cuốn hút đúng không ạ? Và mang tới cho chúng ta rất nhiều năng lượng bắt đầu một buổi sáng thứ hai đầu tuần. Và xin được giới thiệu nghệ sĩ Vinh Khuất. Mời Vinh Khuất sẽ ngồi đây để trò chuyện với quý vị khán giả. Phải nói là hiếm khi chị Lan nhỉ, bình thường sáng mình nghe nhạc thôi, hiếm khi được nghe hát live như thế này. Mà đã thế lại còn cực kỳ sôi động, vui tươi. Làm thế nào vào lúc bây giờ là gần 7 giờ sáng, nhưng thú thực với quý vị là Vinh Khuất đã đến với trường quay của chúng tôi từ 5 giờ 30 sáng. Yes. Làm thế nào để bạn có thể có một nguồn năng lượng tích cực dồi dào như thế ngay từ bắt đầu buổi sáng vậy? Ăn bát phở. Đặc sản Hà Nội luôn. Đúng rồi, ai cũng đi luôn cơm tấm đấy. Hãy giới thiệu về ca khúc bạn mang tới cho chương trình đi. Bài đấy là bài đầu tiên Vinh viết bằng lời tiếng Việt luôn. Bài Thật Còn Đây nói về là khi mình xa gia đình ấy, thì các người bạn sẽ là gia đình của mình. Còn đây đúng không? Đúng rồi. Trong tất cả những cái ca khúc mà Vinh thể hiện thì chúng ta đều thấy rằng là có một cái nguồn năng lượng, gần như là bạn rút hết tất cả năng lượng rồi tình yêu ruột gan của mình ra đúng không? Với các ca khúc để hát. Từ đâu mà bạn có cái nguồn năng lượng như vậy để có thể thể hiện một cách cháy bỏng những ca khúc? Cái đây như này, ở bên Đức ấy, mình học ấy, thì là họ dạy là từng bài hát ấy, mình phải tưởng tượng ra là đây là bài hát cuối cùng mình hát. Là mình còn gì nữa, mình phóng hết vào đấy. Cháy hết mình. Cháy hết mình. Để cái các cái cảm xúc đó, khán giả nó đến khán giả, các cái năng lượng đấy. Lần này Vinh Khuất trở về Việt Nam với nhiệm vụ như thế nào? Có mấy show. Có mấy show thì là Vinh được bên 8 Theater nhà giám ấy, họ mời là nghệ sĩ và là giám đốc nhạc cho bao nhiêu nghệ sĩ nhỉ, 10 nghệ sĩ, 11 nghệ sĩ, nhiều lắm, và Vinh phải phối hơn 30 bài hát với dàn nhạc to đùng luôn ấy, dàn nhạc giao hưởng và band, nên là nó là rồi cái này đây là classic cộng với nhạc pop trộn với nhau. Nhưng mà Vinh Khuất đang sinh sống làm việc tại Đức đúng không ạ? Và khi trở về Việt Nam, phong cách âm nhạc của hai nước cũng có sự khác nhau đúng không? Làm thế nào để bạn có thể là hòa hợp và tạo ra được những cái sản phẩm chất lượng? Vinh rất may là Vinh có cái fundament ấy, có cái đó là gì, basic ấy. Có để tìm hiểu cả hai bên, hai bên văn hóa, nên Vinh trộn cả hai bên văn hóa cùng nhau được. Từ những nền tảng sẵn có đúng không? Đúng rồi, cảm ơn. Đúng rồi. Mỹ Lan còn nhớ là cái hình ảnh đầu tiên Vinh Khuất xuất hiện hình như Sama 2019. Đúng rồi. Hồi đó bạn làm chúng tôi wow. đúng rồi. Quá lâu đấy ạ. Quá lâu. Tôi vẫn nhớ được bởi vì quá ấn tượng. Hồi đó là Vinh làm tất cả nha, bạn ấy chơi tất cả các loại nhạc cụ trên sân khấu và khiến thổi bùng lên cái không khí đó, bây giờ vẫn thế. Và bạn theo đuổi cái mô hình mà người ta gọi là one man band. Đúng rồi. Chính là ban nhạc một người mà ngày hôm nay là từ khóa của chương trình. Yes. Bạn sáng tác này, phối khí này, biểu diễn này, hát này, chơi nhạc cụ, coi như làm tất đó.
đâu. Đúng rồi. Tại vì là gọi là làm tất ăn cả đúng không? Tất ăn cả. Tại vì mình không phải chia các xe cho ai. Nhưng mà dạo này thấy Vinh Khuất hay kết hợp với một số các nghệ sĩ khác trên sân khấu biểu diễn. Đúng vậy rồi. Thì cái mô hình ban nhạc một người đó còn tồn tại không? Nó vẫn còn. Thật sự là hôm ở Gala vẫn có ban nhạc mà của anh Dương Cầm ấy. Giám đốc dân nhạc. Dương Cầm thì nó là một nửa one man band, một nửa là cùng với live band. Thì luôn luôn phải có live band tại vì một mình thôi, mình không đủ năng lượng để đẩy như một người nó không đủ bằng như 10 người. Người ta đẩy năng lượng thì nó sẽ hay hơn nhiều. Chúng ta theo dõi Vinh Khuất một thời gian để thấy rằng là những cái bài hát của bạn ấy có cái sự hòa trộn giữa dòng nhạc ra nhạc rock rồi nhạc dân gian của Việt Nam. Vậy thì cái chất liệu của Việt Nam bạn lấy từ đâu mà để có thể là đưa vào trong những tác phẩm của mình? Thì 2001 có hai cô Dần và cô Hà, giảng viên ở Việt Nam, sang làm tour, đi tour ở bên Đức. Thì họ chơi đấy, đàn bầu, đàn tờ rưng, đàn tranh, đàn tờ lục. Thì Vinh đến xem, Vinh cũng diễn ở đấy, nhưng mà Vinh chỉ diễn hát với đàn thôi. Thì Vinh nhìn thấy hay quá, Vinh bảo là Vinh muốn học. Xong rồi là cô dạy, xong rồi khi cô về Việt Nam thì là Vinh mua luôn tất cả nhạc cụ đấy. Để mua luôn? Mua luôn, bây giờ vẫn còn, bên Đức bây giờ vẫn còn các nhạc cụ đấy. Và dùng cái nhạc cụ đấy cho nhạc của Vinh. Tức là bây giờ ngoài cái nhạc cụ hiện đại của phương Tây thì bạn có thể chơi cả những nhạc cụ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đúng thế. Bây giờ mình thử thách nhá. Thử thách luôn đây, tôi có ngay thử thách cho bạn. Tí thôi nhé, một tí. Đây. Đây, chúng đây tôi... bạn biết đây là cây đàn gì chứ đúng không ạ? Ồ, đàn bầu, đúng rồi, đàn đấy là rất đặc biệt vì đàn đấy của Việt Nam, chỉ Việt Nam có. Vâng, bây giờ thì tôi xin mời bạn sẽ vào bên trong này. Tâm hồn dân tộc Việt Nam, bây giờ mình đổi chỗ nhá. Đổi chỗ. Vinh Khuất lên hình được đẹp hơn, bạn ngồi bên trong, chúng tôi ra bên ngoài. Yes. Trong lúc mà chúng ta kế dây nữa đúng không ạ? Thì có dây nữa đúng không? Quý vị thấy là đây là một màn trình diễn live và bất ngờ có trong chương trình nên là chúng tôi sẽ phải mất thời gian một chút để làm vài công việc cụ thể. Yes, thank you. Vinh có tổng kết được là bây giờ bạn có thể chơi được khoảng bao nhiêu loại nhạc cụ không? Vinh nghĩ là tất cả nhạc cụ band thì Vinh chơi được 100% tại vì là Vinh là người phối khí nên là Vinh phải biết các cái ngôn ngữ, từng ngôn ngữ của cái nhạc cụ ấy. Còn Vinh cũng biết chơi một chút đàn dân tộc đấy, từ 23 năm học rồi đấy. Chắc là không phải một chút đâu đúng không ạ? Chỉ một chút đấy. Mọi người nhìn đây không? Đây là vết son này. Vì đàn rồi đấy. Đấy thì là sẽ là... Tôi nghĩ là đây không phải thử thách đâu chị Lan ạ. Không có gì làm khó được. Từ đó, anh chàng là cái tiếng. Đây là cơ hội để thể hiện tài năng thêm chứ. Đúng rồi. Và tình yêu với quê hương đúng không? Đúng rồi. Đấy. Đấy thì là các nốt như này đúng không? Là bồi âm như này. Nhưng mà Vinh sẽ dùng là như này. Vinh sẽ dùng như là cùng với beat ấy. Rồi, đúng không? Kết hợp giữa beatbox và beatbox để cho nó hai cái văn hóa của Vinh nó trộn đủ nhau. Bây giờ bạn là người chủ của cái studio này đó. Yes. Cảm ơn Vinh Khuất đã đến với Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Yeah. Chúc cho bạn sẽ tiếp tục lan tỏa sự sáng tạo của mình, sự đam mê với nghệ thuật và quan trọng hơn là mang văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam đến với toàn thế giới. Yes.